Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Wi-Fi Shop. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng router cân bằng tải có chức năng là phát được Wi-Fi. Cái con router cân bằng tải này thì nó rất là phù hợp cho những cái bạn mà sử dụng văn phòng vừa và nhỏ, hoặc là những cái gia đình mà chúng ta có nhiều lượng truy cập Internet. Thiết bị cân bằng tải là một giải pháp giúp sử dụng tối đa băng thông, thời gian đáp ứng nhanh, làm giảm khả năng quá tải máy chủ và đường truyền Internet. Thiết bị có thể gộp được nhiều đường truyền Internet lại để có băng thông lớn hơn, hoặc bắt cấp mạng khi đường truyền khác bị sự cố, giúp hệ thống mạng luôn ổn định. Giúp ngăn chặn các cuộc tấn công qua mạng bởi các dịch vụ và các cổng không được cấp phép, giúp hệ thống an toàn hơn. Và bây giờ mình cùng các bạn mở hộp xem bên trong của con cân bằng tải này nó được trang bị những gì. Vigo 2915AC, đây là mã của con Wi-Fi. Raytech là một cái thương hiệu. Phía bên trong thì chúng ta sẽ có được một cái cục nguồn các bạn. Nguồn này là nguồn 12V nha các bạn. Đây, một sợi cáp nha các bạn. Một sợi cáp. Cáp này là cáp cắt 6. Hai cây anten. Anten này có chức năng là hỗ trợ phát Wi-Fi. Con cân bằng tải này thì được thiết kế khá là gọn các bạn. Khi các bạn nhìn vào á thì mình thấy cái tản nhiệt của nó. Đó, tản nhiệt ở trên này nó cũng khá là hay ha. Ở phía trên và phía dưới, tản nhiệt của nó thì nó nhiều hơn so với những cái dòng mà bằng kim loại lúc trước kia. Bên hông nó cũng có tản nhiệt luôn các bạn. Đó. Ở mặt trước thì con cân bằng tải này nó có những cái hiển thị bằng LED. Đây ha, hiển thị đèn cái LED này. Tất cả các thông tin nó hiển thị ở đây. Ở mặt sau thì nó có những cái thông tin để đăng nhập vào cái con router này. Và nó có cái tên bắt Wi-Fi ở dưới này luôn các bạn. Trường hợp mà các bạn truy cập vào con này để sử dụng Wi-Fi. Nó được trang bị cho chúng ta là một cổng WAN và 4 cổng LAN 1G. 4 cổng LAN này thì chúng ta có thể kết hợp cái cổng này, cổng B4 này, WAN 2 này, chúng ta có thể làm được thành một cái cổng WAN nữa, là chúng ta có thể sử dụng được hai đường truyền Internet để gộp vào trong cái con router này, và một cái cổng USB. Cổng USB này thì chúng ta vẫn có thể sử dụng những cái con DECOM 4G, 3G để chúng ta có thể sử dụng được Internet qua cái cổng USB này. Và có một nút nguồn và hai cái cổng anten hỗ trợ cái việc mà chúng ta sử dụng chức năng là Wi-Fi. Và có một cái nút reset. Reset này là trường hợp chúng ta muốn không cấu hình con này, chúng ta reset cứng thì chúng ta nhấn vào đây để tự động nó xóa hết tất cả các dữ liệu. Bây giờ mình sẽ điểm qua về thông tin thông số kỹ thuật của con router cân bằng tải 2915AC này và cái cách thức làm việc của nó như thế nào. Vigo 2915AC thì được trang bị cho chúng ta là 5 cổng RJ45. Một cái cổng RJ45 này là cổng WAN 1 này, là trường hợp mà chúng ta có đường truyền Internet của nhà mạng, chúng ta có thể cắm vào cổng này ha để sử dụng Internet, là một đường truyền Internet. Nếu trường hợp mà chúng ta có hai đường truyền Internet thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái cổng LAN này. Cổng LAN này là cổng LAN trên WAN, đó W2 này, và cổng B4 này, là chúng ta có thể kết nối hai cái cổng này, màu vàng và màu xanh, để thành hai đường truyền Internet. Trường hợp mà nào khi chúng ta sử dụng cái này, khi mà chúng ta có hai đường truyền nhà mạng khác nhau, chúng ta muốn gộp lại một băng thông, hoặc là chúng ta gộp lại băng thông này để chúng ta dùng chức năng là backup, có nghĩa là đường truyền WAN 1 này hỏng thì tự động nhận WAN 2 để chạy. Tại sao chúng ta nên sử dụng con cân bằng tải thay vì model nhà mạng thì bây giờ mình sẽ giải thích một cách dễ hiểu nhất. Khi các bạn đăng ký một đường truyền Internet thì nhà mạng sẽ cung cấp cho chúng ta một modem, và modem có chức năng là phát Wi-Fi. Khi các bạn truy cập nhiều thiết bị truy cập cùng một lúc thì modem nhà mạng nó sẽ bị ngãn cũng như là bị thiếu ổn định, và chúng ta cần sử dụng những cái con modem có chức năng cao cấp hơn. Và khi chúng ta sử dụng con router cân bằng tải này thì nó sẽ được tối ưu hoàn toàn. Khi chúng ta sử dụng nhiều truy cập cùng một lúc thì con Wi-Fi này nó có chức năng cân bằng tải, nó sẽ phân bố các user để chúng ta sử dụng Internet, nó sẽ ổn định hơn và nó sẽ không bị giật lắc ngãn mạng. Ngoài việc kiểm soát và quản lý băng thông tối ưu thì con Wi-Fi này hỗ trợ cho chúng ta là 16 kênh VPN, và trong đó có 8 kênh VPN SL hỗ trợ cho chúng ta là IPv4 và IPv6, và những cái tính năng tối ưu khác nữa thì chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn ở trong cái trang chủ của cái con Wi-Fi này. Tóm lại, nếu các bạn muốn đường truyền Internet của các bạn một cách chỉnh chu, chuyên nghiệp và hệ thống Wi-Fi của nhà bạn có tính ổn định, an toàn hơn thì các bạn có thể quan tâm đến cái dòng Wi-Fi router cân bằng tải này. Mình sẽ để link cái sản phẩm này ở phần mô tả phía bên dưới. Các bạn có thắc mắc hoặc các bạn có câu hỏi nào thì các bạn có thể đặt comment ở phía bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của bên mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.